Tại lễ hội Quán Thế Âm, quận Hoành Sơn, Đà Nẵng đã diễn ra phần nghi lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là lễ chính thức của lễ hội được tổ chức vào ngày khánh đản, tức ngày sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Miến, Trưởng ban Tổ chức lễ hội. Mong muốn cầu nguyện hòa bình, khai mở biển địa điểm tổ chức lễ hội Quán Âm, di sản văn hóa. Đây là nghi lễ chính thức của lễ hội Quán Thế Âm, được tổ chức long trọng nhằm tưởng niệm ân đức của Đức Phật Quán Thế Âm, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Miến cho biết, lễ hội Quán Thế Âm năm nay, ban tổ chức đã nỗ lực không ngừng đổi mới để chương trình lễ hội ngày càng phong phú hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chiêm ngưỡng lễ bái của đồng bào theo đạo Phật và du khách gần xa. Bên cạnh những hoạt động truyền thống mang đậm màu sắc Phật giáo, những giá trị văn hóa lịch sử địa phương được truyền tải đến với du khách, thể hiện tinh thần dân tộc, sự hòa hợp giữa đạo Pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, tạo nên một lễ hội Quán Thế Âm trang nghiêm nhưng cũng tràn đầy sức sống tươi vui. Đặc biệt, lễ vía năm nay có nghi thức gắn bảng tại động Quan Âm, địa điểm tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ rước tôn tượng Đức Phật Quán Thế Âm thực hiện sau lễ vía, thể hiện lòng tôn kính của các Phật tử hướng về Đức Phật Quán Thế Âm trong ngày khánh đản của ngài. Và lễ hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm được thực hiện song hành với nghi lễ rước tôn tượng Đức Phật Quán Thế Âm. Hàng ngàn người dân, du khách, tăng ni, Phật tử tham gia buổi lễ và hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm với mong muốn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương.